Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Bản tin 24 giờ. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Những thiệt hại đầu tiên do bão số 4 ở miền Trung, nhà tốc mái, người bị thương. Bão số 4 đổ bộ vào miền Trung đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ, nằm la liệt và mất điện ở hàng ngàn trạm biến thế, ghi nhận một số người dân bị thương. Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 đóng tại thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về tình hình bão số 4. Theo báo cáo, những thiệt hại ban đầu của địa phương đã được ghi nhận khi hầu hết nhà dân của các tỉnh miền Trung Tây Nguyên đều xảy ra tình trạng tốc mái, cây cối gãy đổ, nằm la liệt và hàng ngàn trạm biến thế đã xảy ra tình trạng mất điện. Tại tỉnh Quảng Trị, thiệt hại do lốc xoáy ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, hồi 15 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 khiến nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường, trong đó hai ngôi nhà sập hoàn toàn, 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9, chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Tại Đà Nẵng hiện đã có 2 nhà dân bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện đã khôi phục 89. Ngã đổ 75 cây xanh và một số biểu hiện và hiện chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại Âu Thuyền Thọ Quang. Tại tỉnh Quảng Nam đã có 3.997 trạm biến áp bị mất điện chưa khôi phục, đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ nhưng chưa thống kê được số lượng cụ thể. Ở tỉnh Quảng Ngãi, mưa to gió lớn vẫn đang diễn ra. Hiện đảo Lý Sơn, gió giật cấp 12, Ba Tơ có gió cấp 11, thành phố Quảng Ngãi gió cấp 6, giật cấp 7, thiệt hại một số nhà dân bị tốc mái chưa thống kê được số lượng cụ thể. Và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại một số huyện. Tại tỉnh Bình Định hiện có mưa nhỏ, gió khoảng cấp 5 nhưng đã có nhiều nhà dân tốc mái, cây đổ và có người bị thương. Tỉnh này cũng đã xảy ra tình trạng mất điện tại một số khu vực. Ngoài ra chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9, lúc 5 giờ 30 phút, gió vùng ven biển vẫn còn giật, trời ít mưa, khu vực trung tâm thành phố Huế khô ráo. Chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn, một số khu vực được sa thải điện nhằm đảm bảo an toàn. Mực nước sông Hương đã vượt báo động 1 là 0,55m, sông Bồ dưới báo động 1 là 0,14m. Trong đêm ngày 27 tháng 9, đường dây nóng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận 3 cuộc gọi của 2 bệnh nhân nặng ở Phong Điền và một trường hợp ở thành phố Huế gọi đến cần trợ giúp chuyển viện. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ các bệnh nhân ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị đến 5 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9. Tại các xã vùng biển bãi ngang của tỉnh vẫn đang mất điện, gió giật từng cơn kéo dài mặc dù lượng mưa không lớn. Trong 24 giờ qua, địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-120mm, một số nơi cao hơn như Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh 257mm, thị xã Quảng Trị 191mm, Tà Rụt, huyện Đắk Rông 184mm. Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh hầu hết đang ở mức dưới báo động 1. Bão số 4 đổ bộ Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, gió giật cấp 13. Bão số 4 ở trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi lúc 4 giờ hôm nay, gió giật cấp 13, nhiều miền Trung mưa to, có nơi mưa rất to. Lúc 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, dự báo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, từ 39-49 km/h, giật cấp 7. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn. Gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6m, biển động dữ dội.
Vùng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định gió mạnh cấp 8, 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định gió mạnh cấp 8, 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11, 12. Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Kon Tum gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Ảnh hưởng của bão số 4 trong ngày 28 tháng 9, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum hứng đợt mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm. Ở Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai, lượng mưa thấp hơn phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Vùng ven biển, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm một đợt, có nơi trên 180mm một đợt. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp xảy ra trong mưa bão. Đổ bộ với sức gió giật tới cấp 13, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ. Sau khi đổ bộ lúc 4 giờ sáng ngày 28 tháng 8, vào khu vực từ Thiên Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 10-11 từ 89-117 km/h, giật cấp 13, bão số 4 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 4, bão Noru đã đổ bộ vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lúc rạng sáng ngày 28 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10 giật cấp 14, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10 giật cấp 12, đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9, Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hà có giật cấp 7. Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9, Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13, Đắc Tô có gió giật cấp 6, Pleiku có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27 tháng 9 đến 4 giờ ngày 28 tháng 9 có nơi trên 220mm như Nam Đông, Thừa Thiên Huế 306,2mm, trạm kiểm lâm Sông Đắc, Đà Nẵng 221,2mm, đầu mối Hồ Việt An, Quảng Nam 381,6mm, Trà Phú, Quảng Ngãi 245,4mm. Hồi 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, từ 89-117 km/h, giật cấp 13. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 180 km tính từ tâm bão. Ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 50 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, từ 39-49 km/h, giật cấp 7. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11, 12. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Khu vực Kon Tum có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo mưa lớn trong ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lượng mưa phổ biến từ 70-150mm một đợt, có nơi trên 180mm một đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Bão số 4 đổ bộ miền Trung và Tây Nguyên mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của bão số 4 đổ bộ lúc rạng sáng ngày 28 tháng 9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm. Do ảnh hưởng của bão số 4, bão Noru, ngày 28 tháng 9 ở các khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Kon Tum đã có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27 tháng 9 đến 1 giờ ngày 28 tháng 9 có nơi trên 150mm như Nam Đông, Thừa Thiên Huế 203mm, Tam Kỳ, Quảng Nam 153mm. Dự báo trong ngày 28 tháng 9 ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 28 tháng 9 đến đêm ngày 29 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm. Ở Bắc Trung Bộ và phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm ở Đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình. Ngày và đêm ngày 28 tháng 9, ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ, có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Khu vực Hà Nội từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp 1, riêng khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum cấp 2. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 24 giờ của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.